Chào mừng các bạn đến với căn nhà thứ hai của Bố Vivo là Lebada. Hello, hello, xin chào các bạn, mình là Lebada. Chào mừng các bạn đến với kênh Lebada. Thì ngày hôm nay sẽ là một cái video không phải là food tour, không phải là review khách sạn nhà hàng, mà là review căn hộ của Lebada. Mời các bạn vào trong đây khám phá nha. Rồi ok, căn hộ này thì mình mới vừa mua và ngày hôm nay thì mới vừa làm thủ tục công chứng xong luôn. Sau một khoảng thời gian bền bỉ, lao động cực lực và tiết kiệm thì mình cùng với lại Bủ Vivu đã chính thức sở hữu căn hộ thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh rồi. Căn đầu tiên thì tụi mình mua ở Vinhome Grand Park ở quận 9. Còn căn hộ này thì tụi mình mua ở Ecorin quận 7. Ta-da! Mình mua có tất cả là 3 phòng. Ba phòng nhưng mà không gian ngủ thì là 2 phòng ngủ cộng với là 1 phòng làm việc. Thì bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi từng phòng nha. Let's go. Hi, xin chào các bạn. Như các bạn đang thấy đây thì đây là tổng thể không gian phòng khách của mình. Phòng khách mình chọn cái phòng này có cái phòng khách khá là rộng để bạn bè đến có thể sinh hoạt chung, vui chơi, ăn uống tiệc tùng với nhau. Còn đây là không gian nhà bếp. Thì nhà bếp này hiện tại thì đang có hai khu vực đảo bếp. Bên này là khu bếp nấu nướng, bếp khô, còn bên đây là bếp ướt nè mọi người. Tụi mình đang có dự định là sẽ thay thế toàn bộ cái nội thất ở trong nhà này luôn. Cụ thể là bếp nè, cụ thể là tủ bếp nè, là mình sẽ thay thế toàn bộ luôn. Ok, bây giờ chắc là các bạn môi giới lên để thủ tục setup nhà. Giờ mình các bạn chờ xíu nha, mình sẽ trở lại ngay. Đây là Trà My. Ok. Dễ thương chưa? Quá, trời dễ thương quá. Sẵn đang làm vlog luôn nè, cho nên quay cho mọi người coi luôn. Giới thiệu với các bạn một tí xíu thì cùng với lại Hoàng thì đây là Trà My, một bạn rất là có tiếng trong giới bất động sản ở Sài Gòn rồi đúng không? Chắc là em cũng nói với một tí xíu về bản thân em cũng như là em gửi gắm gì trên kênh của anh đi. Dạ. My đã làm nghề được 7 năm và hôm nay thì anh là một trong những cái khách hàng mua nhà mà nhanh gọn lẹ nhất. Và theo cái suy nghĩ của mình khi làm nghề thì những cái việc mà xảy ra nhanh gọn lẹ ngay từ đầu thì ngôi nhà chắc chắn sẽ mang lại sự may mắn và mau mắn cho chủ hộ. Và hy vọng căn hộ này sẽ mang lại nhiều hơn những cái cơ hội mới trong tương lai và bắt đầu những cái chuỗi sở hữu nhiều nhà hơn của hai anh. Không phải là tự nhiên mà My là một bạn hot trong giới bất động sản đâu mọi người ơi. Chút mà ốc ác tôi nổi tùm lum luôn. Nói chung là cảm ơn rất là nhiều nhờ sự tác hợp của team của My mà mình cũng mau mắn để sở hữu cái căn hộ này. Cảm ơn nhiều em ha. Ok. Hello các bạn ơi, lại là mình Lebada đây. Tiếp tục với khu bếp á, thì do mới nãy là đang quay xong rồi có khách đến thì bây giờ giới thiệu tiếp với mọi người ha. Khu bếp này thì là khu bếp của chủ đầu tư người ta bàn giao luôn, tức là mình mặc dù là mình mua lại của một chủ khác rồi, qua tay một đời rồi, nhưng mà đây cũng là những gì mà chủ đầu tư bàn giao, do là cái chủ cũ người ta mua xong người ta để trống tới bây giờ luôn, từ năm 2020 đến tận bây giờ là 2024, là 4 năm rồi nhưng mà ta vẫn không ở. Thì hiện tại là mình nhận bàn giao căn hộ này là dường như là từ chủ đầu tư mới luôn. Thì đây là bếp, còn đây là lô gia mọi người. Cái lô gia này thì hình như là không có đèn ở đây hết ta. Lô gia này có đèn đây nè, bật đâu. Ok, đây là lô gia. Thì mình thấy cái lô gia này là cũng tương đối ổn, khi mà mình để một cái máy giặt với một cái máy sấy để sử dụng ở đây là mình thấy cũng khá là ok rồi. Tuy nhiên rằng là sẽ phải chắc chắn rồi sẽ phải đập sửa lại toàn bộ ở đây. Thì dự định của mình ở cái phòng khách này là mình sẽ sửa lại toàn bộ cái hệ tủ của bếp nè. Xong rồi cái bồn này mình sẽ làm một cái bồn một ngăn nè. Rồi đây sẽ là cái tủ lạnh, thì tủ lạnh nhà mình đã có sẵn rồi. Mình sẽ gắn tủ lạnh ở đây. Và dự định hiện tại của tụi mình là sẽ tháo hết toàn bộ cái ván gỗ này để thay cái gỗ khác, gỗ sàn khác là sàn màu tối hơn. Mình thích cái màu tối hơn. Còn cửa thì sẽ là cửa trắng. Cửa này sẽ là sơn lại màu trắng nè. Cái này giữ là tường trắng nhưng mà bắt chỉ theo kiểu châu Âu tí xíu, kiểu như vậy ha. Còn đây là cửa sổ ban công. Thì khu vực ban công này cũng khá là bình thường như những khu ban công khác thôi, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà nhà của mình đó mọi người là ở tầng 3A, thì từ đây có thể nhìn ra ngoài đó, khu vực cả một cái khu vực ở bên ngoài. Sau này thì đây sẽ là một cái công viên, mọi người thấy không? Khu vực mà những cái tòa nhà, những cái nhà dưới rồi xe
xe công trường các kiểu đó, thì khu vực đó sau này sẽ được quy hoạch thành một cái công viên. Và nhà mình mở ra thì là nguyên một cái hồ bơi rộng, thật là rộng luôn, rất là thích. Và đặc biệt là khi mà mở cái cửa sổ, mở cái cửa chính ra và mở cái cửa ban công ra thì cả cái nhà mình nó gió nó luồn vào, rất là thích. Và bây giờ sẽ là phòng ngủ chính ha, phòng master. Phòng master ở đây thì không có rộng lắm. Đây là khu vực phòng ngủ chính của mình. Thì phòng ngủ chính này đây sẽ là cái giường chắc chắn rồi, sẽ phải là cái giường rất là to. Mình muốn cái giường thật là to ở đây, 2 mét ra tới đây, lối đi ở đây. Và đây là nhà vệ sinh. Thì cái phòng này thì mình thấy mình đánh giá nó cũng chỉ mức bình thường thôi, đang không có gì đặc biệt hết. Thì đang suy nghĩ cân nhắc lại xem là sẽ giữ lại như vậy hay là sẽ có cái sửa chữa gì không. Thì để từ từ xem rồi tính sao. Nhưng mà phòng cơ bản như vậy là cũng đã ổn rồi mọi người ha. Còn đây là phòng ngủ 2, phòng ngủ nhỏ. Phòng ngủ này thì không có nhà vệ sinh ở bên trong. Thì mình muốn tận dụng cái phòng này làm cái phòng làm việc, một cái phòng làm việc cho mình ở trong cái phòng này ha. Phía trước là hồ bơi và cái view ở phía xa xa. Trời đang mưa cho nên là mọi người sẽ không thấy rõ bên ngoài đâu. Và đây là phòng làm việc nhỏ. Thì Bửu đang muốn lấy phòng làm việc nhỏ này bởi vì nó có cái góc hai góc kính vuông góc này là hướng ra hồ bơi luôn, rất là đẹp. Ban ngày thì từ ở dưới các bạn nhìn lên, các bạn sẽ không thể thấy bên trong, chỉ có ở trong nhìn ra thì được thôi. Nhưng mà sắp tới thì chắc tụi mình cũng sẽ dán một cái phim để mọi người từ ở ngoài nhìn vô không thấy, mà mình ở trong mình nhìn ra sẽ thấy, thì kiểu như vậy. Ok, bây giờ thì là ta-da, gần như là xong căn hộ rồi. Đây là phòng vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì mình đang có ý tưởng là sẽ đập cái phần này luôn để giữ lại cái phần restroom thôi, toilet thôi. Còn nhà tắm là bỏ, không xài. Để mình muốn mở rộng cái căn hộ này ra thì không biết là trên bản vẽ như thế nào và đang thiết kế ra làm sao, cho nên là chưa có chính thức. Nhưng mà mình cũng đang mong muốn tìm kiếm một cái đơn vị thi công thiết kế kiểu có kinh nghiệm nè, và có thể là liên hệ cho mình để mình có thể làm nội thất cho căn hộ này thật là đẹp, bởi vì mình có ý định là sẽ ở đây rất là lâu, dài lâu luôn đó. Ok, và ngày hôm nay thì các bạn thấy ngoài này trời đang mưa. Có mưa là có tiền đúng không mọi người? Có mưa là có tiền đó. Mưa rất là lớn luôn. Là cả khu vực căn nhà của mình mọi người thấy. Đây, từ ở bên này đi qua tới bên kia, tới phòng khách luôn, thì mình rất thích nó ở chỗ rằng là nó rất là rộng rãi ha. Đây sẽ là khu vực để sofa. Đây, sofa, tivi. Rồi mọi người sẽ quay quần với nhau ở đây. Mình đang suy nghĩ rằng là có nên để một cái bàn ăn hay không, kiểu như vậy. Hoặc là sẽ thì như thế nào đó bây giờ chưa biết. Nhưng mà có thể là đây sẽ là tủ lạnh. Còn đây, qua đây sẽ là một cái kệ giày thật là lớn, bao trọn luôn cái khu này. Giống như cái nhà bên trên chùa 2 hồi xưa mình ở á, thì đây sẽ là tủ giày. Thì hiện tại sẽ là như vậy. Thôi, vậy đi. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã xem cái video này, xem như là một cái view của các bạn, là một cái sự chia vui với Levada. Hy vọng là sẽ tiếp tục đón nhận sự ủng hộ của các bạn ở những cái video khác nữa. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.